tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nha. Còn một mặt này rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì đừng like và chia sẻ nhé. Mọi người ơi, đây là một của mình đã sửa xong. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì đừng like và chia sẻ đăng ký thôi nha. Mọi người ơi, còn một mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nha. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Xin chào tất cả các bạn nha. Tô màu lại
Mỏ này nứt hết mỏ rồi. Mình tổ chân của con sâu này. Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh